You see? Yeah, I can flick you easy. Friction, same. Friction. Yeah? You need friction. Yeah? Yeah, you can see when you contact, you stop. Serve, we need spin and placement. Yeah? You need keep, you can change placement. Yeah? Yeah? Change placement. Yeah? And if you use hand too much, you control very difficult. Yes. See? Better? Again? Yeah. Friction. Rip. Stop. Yeah. More spinny. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tí Long Club, lại là tôi là Tí Long, huấn luyện viên quốc tế. Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo của học viện JJS Skyhound trong thời gian tôi làm việc ở Ấn Độ đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Hôm nay tôi xin giới thiệu. Introduce yourself. My name is Kevin Gagneja. I study in 9th class. I am 15 years old. Thank you very much. Xin mời các bác, cô chú, các anh chị cùng nhau xem buổi tập luyện của chúng tôi như thế nào nhé. Only forehand, good. Good. Okay. Now see. The first, yeah, see when you serve, yeah, you serve forearm. And when you serve forearm, the ball easy long and the ball less spin, your opponent can attack you easy. Now you need chain. You need your wrist when you serve. Now you do follow me. Practice. Roll the ball. Don't strong too much. You don't strong. See. Slightly. Yeah, relax. And when you serve, okay, you stop. Yeah? Yeah, you can see. Serve. You see? Yeah, I can flick you easy. Now? Again, you serve. Loose, rip. You have ride bicycle? You know ride bicycle? When you ride bicycle, you want stop, you wreck. Wreck. Related friction, same. Friction, yeah? You need friction. Yeah? Yeah, you can see when you contact, you stop. Because when you contact, you more long. Stop again. Now you serve.
Yeah. C. Easy shock. Yeah. Okay. Now, and you need your finger. Yeah. And you can see the bone very light. We don't need you strong too much. And you serve, you don't need you power too much. Serve, we need spin and placement. Yeah. You need keep, you can change placement. Yeah. Yeah. Change placement. Yeah. And if you use hand too much, you control very difficult. Okay. And important. Create spin by wrist. Power by forearm. And far by shoulder. Tennis need shoulder. Golf need shoulder. But table tennis very short. Yeah. Now you want spin. You need you focus 90% in wrist. Again. Yes. Yes. See? Better. Again. Yes. Friction. Rip. Stop. Yes. Yes. More spinny. Và nếu các bác, cô chú, các anh chị thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem và bấm subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Và điều quan trọng là không bỏ lỡ những video hướng dẫn của tôi tại Ấn Độ. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo. Bye bye.